VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Dần dần dịu xíu mập mờ,
nắng chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng dám yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được và đó là Hữu Thường. Và một tràng pháo thật lớn để dành tặng cho ban nhạc Hoài Sơn. Và những bạn có đi ra. Mình nghe cái bài hát này trong rất là nhiều version khác nhau, nhưng mà cái hay của người nghệ sĩ khi mà họ hát lại tạo thành cái riêng của bản thân mình. Yep. Và Tiên tin rằng là sau cái chương trình ngày hôm nay, chắc chắn khán giả sẽ rất là nhớ đến phiên bản của bài hát này được thể hiện bởi Hữu Thường. Trời ơi, anh tôi xúc động quá rồi. Xúc động là vì cái cảm giác thăng hoa của nghệ thuật. Khi mà tôi nghe nhạc nó hay quá, hay tôi coi một tác phẩm gì nó hay quá là tôi sẽ rơi nước mắt, tại vì tôi yêu nghề tôi lắm. Ôi hay quá. Nghĩ đi Nhân, đâu ai chung tình được mãi. Nghĩ đi Hu, không ai tập gym được mãi. Hu ơi, nghỉ gym đi, đi hát là đúng rồi. Hu bữa nay cũng xúc động đúng không? Dạ vâng, trước khi cho em nói, à không, cho Hu nói chứ. Hình như lần trước Hu hơi sần nẹo. Cho nên cái giọng hôm nay nó còn ồm ồm hơn bình thường nữa. Hu rất là xúc động khi hát ca khúc này theo một cái tâm sự riêng của mình. Tâm sự riêng. Ủa mà nói với cái giọng này là xúc động hay chưa? Sau bài hát thì nó bay rồi ạ. Xúc động quá thì em đâu đứng đây nói chuyện với anh Thành. Đâu ai xúc động được mãi. Theo Tiên thì đây là một cái sự lựa chọn bài hát thông minh, rất là chiến lược luôn á. Tức là vòng trước sẽ khiến cho mọi người sôi động và để ý tới mình, thì bây giờ mới thực sự là thấm đò. Mà hát nha các bạn, chỉ thẳng vô mặt Trúc Nhân, đâu ai chung tình được mà. Em thấy đoạn đó Nhân đứng hình rất lâu. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mà. Em tức. Nhưng mà tại sao Hu không chỉ ai cả ngoài em? Em nghĩ là đôi khi Hu gặp em để dạy em cách sống trong khổ đau. Từ cái tuần trước cho đến cái tuần này em vẫn rất là ấm ức. Who you are? Who you are? I am me. Me. Khẳng định chưa? Thì tình á, em tức quá đi. Nhưng mà Hu hát hay quá Hu ơi. Sao em không thể nghĩ ra được người này là ai ta? Đây, nếu đã bí bài như vậy rồi thì chúng tôi sẽ cho một manh mối kỷ niệm của Hữu Thường với hội đồng cố vấn. Ơi, nãy giờ là Nhân chưa có một cái kỷ niệm nào nha. Đúng. Nhiều khi em không có luôn á. Không ai kỷ niệm với em hết hả Nhân? Hôm nay không có thì sau chương trình này sẽ có. Mà cả nước biết luôn nha. Bây giờ sẽ là kỷ niệm của Hữu Thường. Xin mời manh mối. Còn có một. Wow. Ấy. Ôi wow. Ơi. Chết. Sao được. Chết. Ai ta. Ôi,
bạn tới tận nhà luôn. Nhưng phải là của em chưa? Hay là nhờ em đưa cho ai nè? Bây giờ mới nghe Hu thần chia sẻ nè. Rồi em đợi đây. Hu ơi. Ờ Hu à. Đúng người, đúng thời điểm chưa Hu? Em chả biết nữa, nhưng mà bây giờ nó cứ thình thịch thế nào ấy. Vậy là đúng rào đó nhân. Vậy em mở nha. Gặp đi ạ. Dear crush. Dear crush. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Dài lắm, dài lắm, dài. My God. Cái gì vậy? Dear crush. Cách đây 5 năm, chúng ta có cơ duyên gặp nhau. Sau một thời gian theo đuổi, tôi đã ngỏ lời với bạn và thật bất ngờ bạn đã có chủ. Bạn đã có chủ. Bạn đã có chủ, có chủ, có chủ. Người ấy là ai, 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 ai? Cái này chấn động quá luôn á. Chấn động nha. Chị tính giùm em coi 5 năm trước là năm bao nhiêu chị? Em hết suy nghĩ rồi. 2017, 2017. Nhân ơi, em đâu có cái gì đâu mà hỏi, tại cuộc đời đâu có mấy ai mà tỏ tình với em đâu. Em suy nghĩ lại kỹ quá. Cái này là yêu thiệt chứ không phải giỡn. Tiên ơi, vậy là từ cái buổi xuất hiện đầu tiên đã cho chúng ta manh mối rồi. Nhưng cái người đang giữ manh mối lại không biết manh mối đó là gì. À. Anh xin thôi. Nói hồn hoài. Cái gì? Em chỉ à giùm thôi. Ai muốn học tiếng vậy Huy? Cho em hỏi là Hu thần có từng đưa sáng tác nào của Hu thần cho em không ạ? Chưa đâu ạ. Chỉ thích Nhân vì Nhân hát hay, Nhân rất là duyên và đẹp trai. Còn sáng tác thì biết đâu sau đêm nay mình cùng nhau sáng tác. Cùng nhau sáng tác bài hát hay sáng tác cái gì? Sẽ có anh là chứng, sau mỗi lần chúng ta, anh lại có nhiều nguồn cảm hứng. Thì cái đấy chắc là tùy duyên cho anh Hằng. Trời ơi, anh Hu, anh Hu. Em chết rồi, mê rồi, cái mặt nó mặt mê rồi, rung động rồi. Đã từ rất lâu rồi. Cũng có thể là bằng cái thời gian cách đây 5 năm trước anh gặp em, cho đến thời điểm hiện tại rất ít khi nào em cảm thấy bối rối. Nhưng mà tại sao em không biết cái người đang đối diện với mình là ai hết? Hay là tại vì từ những ánh mắt đầu tiên em không đủ làm anh bối rối? Bây giờ nè, anh sẽ liệt kê ra một catalog ra cho Nhân lựa. Thưa quý vị, cái người này vòng trước hát có thể là tôi với Tóc Tiên á quả quyết. Nhưng mà cái bài ballad này làm chúng tôi hơi bị chênh vênh cái cảm giác. Ok, giọng bắt phải không ạ? Và hát tình cảm phải không ạ? Tôi sẽ liệt kê một số menu sau đây. Anh Hoàng Hải. Anh Hoàng Hải có vợ không? Tôi nghĩ đến thôi. Nhưng từ khi đưa thư tình thì tôi không nghĩ là anh Hoàng Hải yêu Trúc Nhân. Thứ hai, Nguyễn Trần Trung Quân. Giọng bay bay này nha, đúng không ạ? Đúng không ạ? Có khả năng cao ạ. Nè, con nữa nè, Phạm Đình Thái Ngân. Đó là người em ghi trong này. Nhưng mà em ơi, Thái Ngân nhiều khi giả giọng bắt nữa, em phải tin anh. Chương trình này O Sen làm được thì Hu thần cũng làm được. Con nữa nè, anh Tú. Huy sẽ đưa thêm hình Hu thần cho Nhân. Dạ anh nói đi. Bắt đầu theo dõi hành trình nha. Dạ. Hu thần. Hả? Bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 18 tuổi. Không à. Không à. Đi em mời anh về. Hành trình mới bắt đầu. Rẽ lối luôn. Vừa mới chớm lên cái là rụng liền. Nhưng mà đây nè, có một cái hình trong cái clip PT mà phải để ý rất là kỹ. Đó là anh Hu thần này có mang một cái vòng, có một cái hình tròn ở đây. Và trên đó có cung Thiên Bình. Thiên Bình có phải là Bảo Bình không ạ? Không ạ, Bảo Bình là khác nha, anh là Bảo Bình. Lộn rồi ông. Excuse me, cung Thiên Bình là một dạng người như thế nào ạ? Cung Thiên Bình là một người rất tình cảm, rất dễ tổn thương. Hu ơi, Hu có phải là như Tóc Tiên nói không ạ? Em cũng
Trời ơi. Chị Tiên chỉ toàn đổ oan cho em thôi. Cho nên em rất là tổn thương khi 5 năm trước đây, anh Nhân, chính anh làm cho người ta thích anh. Rồi anh làm cho người ta muốn tìm hiểu anh. Rồi anh lại bánh một phát bột tim như thế này. Ủa thiệt không vậy? Ê cái này thiệt không vậy trời? Sao nó nói giống thiệt quá vậy? Thiệt, em đang chân thành lắm. Cho nên là thật sự với mọi người đến với cuộc chơi này thì trời ơi. Thì trời ơi. Tôi cũng rồi ôi đây ông ạ. Bình tĩnh. Thì rồi ôi sao? Rồi ôi. Rất là bất ngờ khi chương trình test núp ấy bảo là có Trúc Nhân. Ôi dồi em cứ sốt sồng sột lên thế này. Chết rồi. Sốt sồng sột luôn anh ạ. Trời đất ơi, trời ơi, chương trình chấn động quá vậy. Cho nên là em cũng biết hôm nay là nhân duyên trời định chớ trêu hay là muốn ghép duyên làm một lần nữa thì em không biết luôn. Nè. Dạ. Sao tự nhiên bây giờ nói cái giọng này tôi nghe thấy giống giọng Long Chun quá vậy? Không phải đâu anh ơi. Hồi nãy em có thấy trên cái màn hình giới thiệu có để cái lời bài hát là bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người. Chuyện chàng cô đơn. Không biết có dính líu gì đến bạn thì không? Đó là cô đơn, 5 năm trước cô đơn đó. Nghĩ xem 5 năm. Nghĩ xem 5 năm thôi. Mà chúng tôi cung cấp cho quý vị luôn tất cả những gì Hu Thần nói nãy giờ là sự thật 100%. Ủa cái này chấn động quá nha. Chấn động nha. Bây giờ Hu nè, gật và lắc thôi, xác định cho tôi là thiệt hay giỡn. Thì tùy mọi người. Sợ rồi. Sợ giỡn la. Mình đã từng xong ca chưa nhờ? Có bén duyên với nhau đâu mà xong với lại trả ca. Sao em bất lực với ca này quá ta? Chưa bao giờ mà tôi thấy nhan sắc em tôi được tôn vinh tới như vậy. Bữa nay nó có giá quá. Em không biết là ai ta. Cho crush 5 năm đó anh. Ồ. Mà bây giờ mà ra đây thêm một câu nói nữa là đâu ai chung tình được mãi, tức là trách người đã nóng vô tâm chính là nhân. Cha có khi nào cái bài hát có không giữ mất đường tìm cái nó giận vô em luôn không anh? Thiệt á. Bây giờ một lát mở ra người ta đẹp trai, năm nay mà muối nó lên lại là em chết liền. Là sáng mắt chưa luôn đấy. Sáng mắt chưa liền. Bất ngờ. Có không giữ mất đường tìm. Ông bà vẫn kết luận do ăn ở. Như vậy dữ liệu rõ ràng nhất mà Hu Thần muốn gửi là Trúc Nhân. Nhưng hiện tại Trúc Nhân là người không rõ ràng nhất xem Hu Thần là ai. Những đang mơ hồ. Bây giờ xin những cái tên từ hội đồng cố vấn. Anh Trấn Thành, anh nghĩ là ai? Anh Tú. Top tiên thì sao? Đúng là ở trong tập đầu á, tụi em rất là tự tin về cái lựa chọn của mình. Nhưng mà tự nhiên tới khi mà nghe cái vòng ballad thì em lại hoang mang nhiều quá. Và em thấy trong option của anh Thành đưa ra có một option mà em thấy rất là hợp lý. Đó là bạn Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng mà em có thêm một option nữa. Đó là? Anh Dương Triệu Vũ. Tại vì có một thời gian anh Dương Triệu Vũ cũng có cái cách hát nhẹ nhàng bay bổng như đúng vậy. Đúng rồi. Đúng không? Dương Triệu Vũ khi mà ra bài Em Lỡ Thôi À là đang chuyển sang cái hướng hát nhẹ, hát bay bay chứ không phải là hát theo cái kiểu nặng. Anh Quy, anh nghĩ là ai anh Quy? Có thể đây là Isaac. Nhưng em thật sự bí. Và đây là sự bó tay toàn tập của em về anh Hu Thần. Không biết anh là ai hết anh. Không có dữ liệu và không có tên luôn ạ. Em có ghi vào trong đây là chữ Thái Ngân đây, chị Tiên thấy đây nè. Thì bây giờ chốt cái tên đó đi. Chị Tiên có hình cho em là đây là một thành viên ở trong một nhóm nhạc nam. Bởi vậy mà lúc hối em quá, cái em ghi vô tờ giấy là anh Thiên Vương nhóm MTV, cái em bỏ vô cái thùng. Bị rối quá anh, em đâu có biết làm gì đâu. Xong rồi hồi nãy nghỉ giải lao này kia cái vô hả, anh xịn với chị Tiên cứ mày sẽ chết với cái sự tò mò này. Ủa anh sao đối xử với em vậy? Em có làm gì sai đâu anh. Bây giờ anh thấy em hơi sai sai với Hu Thần nè. Đúng rồi, chắc chắn không phải là anh Thiên Vương rồi. Đúng. Xong rồi sau khi em nghe cái giọng hát bay bay em thì em ghi vô đây là Thái Ngân. Nhưng mà khi em nghe em Thái Ngân hát ở ngoài thì cái độ dày và cái độ xốp ở trong cái giọng hát của anh Hu Thần nó có cái sự
trưởng thành hơn thì em không biết là em phải nên chọn nhiều ai. Khi vào một chương trình người ta cố tình làm một cái gì đó khác với người ta. Chúng tôi ngưng cuộc tranh luận tại đây, một mặt là bảo vệ cho Trúc Nhân với kết quả này, bởi vì khi Trúc Nhân nói một cái tên sẽ ảnh hưởng về sau thêm 5 năm nữa. Tôi đề nghị chương trình làm một cái bản catalo và nói là khán giả nếu ai muốn ship thuyền crush của Trúc Nhân là ai thì ai được bình chọn nhiều nhất thì người đó biết đâu sẽ là ứng cử viên sáng giá. Hãy comment cho tôi biết các bạn nghĩ đó là ai và muốn ghép thuyền Trúc Nhân với ai. Sẽ giống chương trình người ấy là ai luôn. Mà Bắp ơi, riêng Hưu Thần tôi cũng cho rằng đây là một nhân tố rất cần cho chương trình Mask Singer gây tranh cãi. Và anh hát quá hay. Ôi, xin cảm ơn và xin cảm ơn. Đây tranh cãi hồi sau phân giải, bây giờ cũng nóng rồi, nãy giờ cũng buồn nhiều. Dạ. Người ta nhận không ra mình vô trong giọng lau nước mắt chứ. Đúng, gạt lệ chua cay. Xin mời biệt đội Quân Ngầu hãy đưa Hưu Thần vào trong. Hey 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 hey. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.